Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Nếu quý vị bị nám, mụn, nhăn da, sạm da, hãy gọi ngay cho MD7 855-234-2333, MD7 7 ngày kỳ diệu. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Presity, nhận franchise ở California, Oregon và Arizona. Huyền Hoàng Trọng Thủy trở lại với quý vị với phần 4 của Thời sự Thế giới. Một lần nữa, kính mời tất cả quý khán thính giả cùng với Little Sài Gòn TV theo dõi buổi tranh luận cuối cùng giữa Tổng thống Trump và ông ứng viên Phó Tổng thống Biden trong buổi tranh luận tại các khu vực mà các cử tri hiện nay đang theo dõi rất sát. Little Sài Gòn TV sẽ gửi đến quý vị buổi tranh luận trực tiếp với phần lược dịch. Sau đó, phóng viên Đinh Quang Thái sẽ có buổi hội luận cùng với những người đại diện cho Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ và kể cả những thành viên độc lập nữa. Thế thì trước khi gửi đến quý vị buổi tranh luận này thì đài NBC cho biết họ sẽ tập trung vào 6 đề tài. Đề tài thứ nhất là Fighting COVID-19, có nghĩa là tình trạng chống dịch hiện nay và trong thời gian qua liệu rằng Tổng thống Trump đã có những nỗ lực như thế nào để chống dịch và nếu trong trường hợp ông Biden thì ông sẽ làm được gì. Thứ hai, Race in America, tình trạng chủng tộc ở Hoa Kỳ này mà cho đến giờ phút này càng ngày chúng ta thấy càng có những cái sự khác biệt giữa các bên, nhất là có cái sự can dự của cảnh sát nữa. National Security, mặc dù không có đề tài liên quan đến đối ngoại, foreign policy, chính sách đối ngoại, thế nhưng cũng có thể là phía NBC họ bao gồm cái đề tài đối ngoại trong đề tài an ninh quốc gia. National Security là đề tài mà trong buổi tranh luận đầu tiên không hề được đặt ra. Climate change liên tục trong các buổi tranh luận, từ tranh luận tổng thống cho đến tranh luận phó tổng thống, đây là đề tài lớn sẽ được đặt ra vào tối nay. Leadership, đây cũng là đề tài đã được đưa ra trong buổi tranh luận đầu, tài lãnh đạo hiện nay. American families, gia đình người Mỹ, đây là đề tài không được đưa ra trong buổi tranh luận đầu. Và quý vị thấy trong số 6 đề tài này được đưa ra đó, thì tập trung vào nước Mỹ nhiều hơn. Chỉ có một phần trong số 6 phần này là vấn đề an ninh quốc gia và có thể sẽ bao gồm luôn việc mà chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ như thế nào. Người điều hợp chương trình tối nay sẽ là cô Kristen Welker. Tôi là một người gốc Phi Châu. Cô hiện nay vừa đảm nhận vai trò phóng viên của đài NBC ở tòa Bạch Ốc. Cô thường xuyên vào đặt câu hỏi với Tổng thống trong các cuộc họp báo của giới chức tòa Bạch Ốc về tường trình. Và đặc biệt, cô cũng là người thực hiện điều hợp chương trình tranh luận vào cuối tuần, Weekend Edition của NBC, và hiện nay được xem là người trẻ tuổi nhất từ trước tới giờ đứng ra để điều hợp buổi tranh luận tổng thống và cũng như là một ngôi sao đăng lên của đài NBC. Tuy nhiên, cá nhân cô cũng là người đã từng đưa ra những bình luận chỉ trích các chính sách của Tổng thống Trump. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì Bộ Nội an cũng như là cơ quan ICE vào ngày hôm qua vừa cho biết là họ đã bắt giữ được 15 người là du học sinh sau khi mà bị điều tra và phát hiện là họ cố tình khai man khi mà xin visa để rồi ở lậu lại Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thì theo như ông Tony Phạm, người đang lãnh đạo cơ quan ICE hiện nay cho biết là cơ quan này bắt đầu mở một cái chiến dịch điều tra từ hồi tháng Giêng, và cái chiến dịch này gọi là Optional Practical Training. Họ đặc biệt nhắm vào những ai mà xin hai cái loại visa, đó là F1 và M1, là lúc ban đầu là đi du học qua Hoa Kỳ này, rồi sau đó sẽ được những cái công ty ở Hoa Kỳ thuê mướn, mà đặc biệt là phải liên quan đến cái ngành mà họ đang học. Tuy nhiên, phía cơ quan ICE cho biết là họ có bằng chứng phát hiện thấy 1.100 người là có hành vi khai gian, là
họ khi sau khi mà họ hết cái thời gian học ở đây đó thì họ đã điền đơn, họ nói rằng có công ty ABCD đã thuê họ, nhưng mà cơ quan ICE sau khi điều tra thì phát hiện đây toàn là những công ty ma không hề tồn tại ở Hoa Kỳ này, thưa quý vị. Và phía ICE đã gửi thư chính thức cho 700 người nói rằng họ cần phải trình diện với ICE và phải bị trục xuất, nhưng mà không biết có bao nhiêu người trong này là sẽ cố tình bỏ trốn. 15 người kia là bị hiện nay bị bắt giữ và đang trong quá trình là trục xuất. Thì phía ICE cho biết 15 người này đó là 11 người là người Ấn Độ, 2 người Libya, 1 người Senegal và 1 người Bangladesh, và họ bị bắt từ Boston qua đến Washington DC, Houston và Nashville, thưa quý vị. Trong cuộc bầu cử 2016 có khoảng 127 triệu người đi bỏ phiếu. Dân số của Mỹ chồng chèm khoảng 300 triệu hơn. Thế thì 127 triệu chưa chiếm tới phân nửa 50% tổng số người dân Mỹ. Và đây là những người có khả năng đi bầu, ngoại trừ những em chưa tới 18 tuổi thì loại trừ thành phần đó, hoặc là tù nhân vân vân. Thì cái số đó nó chưa chiếm tới 50%. Thế nhưng theo kết quả đứng đến giờ ngày hôm nay, số phiếu bầu sớm đã vượt quá 45 triệu người rồi. Đây là con số mới nhất ngày hôm nay, thưa quý vị. Và mail ballots, những nơi mà nhận được thư từ những cái lá phiếu bầu, mail in ballot đó, là lên tới 32.507.000. In-person votes, điểm đáng chú ý, không cần chờ tới ngày 3 tháng 11, nhiều tiểu bang cho phép đi bầu sớm, trong đó có Texas, Georgia, v.v. là đã gần 13 triệu người rồi. Và đây là con số họ nói chưa bao giờ xảy ra. Con số này không có năm 2016. Điều này cho thấy là những cái vụ mà tranh chấp giữa Đảng Dân Chủ Cộng Hòa trong thời gian qua đã kích thích, thúc đẩy cử tri đi bỏ phiếu sớm. Và thậm chí họ nói từ bây giờ đến ngày 3 tháng 11 đó, không những cái số người này đi bầu đông như vậy mà có thể vượt quá số người chính thức sẽ đến phòng phiếu bầu. Điều này có lợi cho ông Biden hay là có lợi cho Tổng thống Trump? Tuy nhiên có một bản tin lo ngại là vì những cử tri Đảng Cộng Hòa nghe theo lời Tổng thống Trump về vấn đề gửi lá thư khiếm diện đi có thể không đến kịp. Cho nên họ ngại, và phần lớn các cử tri Đảng Cộng Hòa họ thích đi bỏ phiếu tại phòng đầu phiếu hơn. Thế thì số phòng đầu phiếu mà thấp hơn cái con số hiện nay ghi nhận được, bởi vì từ bây giờ cho đến ngày bầu cử sẽ có thêm các tiểu bang cho phép bầu. Và điểm đáng chú ý, nhiều người vì lo ngại COVID-19 cho nên họ không đi đến các địa điểm đầu phiếu mà họ sẽ gửi qua, và họ càng gửi càng sớm càng tốt. Trong khi đó các nỗ lực bên phía ông Joe Biden, Đảng Dân Chủ, họ đang tìm đến những cái khu vực mà trước đây là thanh chi của Đảng Cộng Hòa đó, đó là khu vực Pensacola, cái vùng cán chảo ở Florida, thưa quý vị, nằm giữa Đại Tây Dương và vùng vịnh Mexico. Đây là thành trì của Đảng Cộng Hòa. Thì ngày hôm nay người ta thấy những cử tri và những người ủng hộ trong Biden cũng có mặt tại đây. Và chính Tổng thống Trump cũng sẽ phải đến Pensacola để mà vận động tranh cử. Ông lo ngại là nếu mà để mất Florida, 29 phiếu cử tri đoàn, thì cái cơ may để tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa sẽ vô cùng mong manh. Bên cạnh đó, điểm đáng chú ý lần đầu tiên trong lịch sử mà kết quả thực sự thì chưa biết được, nhưng mà các cuộc thăm dò cho đến giờ phút này, thăm dò đối với các cử tri đã đi bỏ phiếu khiếm diện hoặc là đi bầu sớm, và kể cả những cử tri quyết định là sẽ bỏ phiếu, bây giờ họ thấy rằng kết quả ngang ngửa với nhau chưa từng thấy. Ở tại Texas, Texas từ trưa đến giờ là thành trì của Đảng Cộng Hòa, và người ta chắc chắn là Texas sẽ rơi vào tay của Tổng thống Trump. Ấy vậy mà thăm dò của Quinnipiac University đưa ra ngày hôm nay, ông Biden 47%, Tổng thống Trump 47%. Đó là lý do mà tại những khu vực mà tưởng rằng thành trì của Đảng Cộng Hòa chưa chắc sẽ nghiêng về phần thắng cho Tổng thống Trump. Và đó là lý do người ta thấy tại sao Tổng thống Trump phải ra tay mạnh mẽ hơn nữa để vận động tranh cử từ bây giờ đến
ngày bầu cử luôn nữa. Mà ông cũng hy vọng là từ bây giờ đến ngày bầu cử đó, ít nhất là FBI hay Bộ Tư pháp có thể tìm thấy thêm những cái vấn đề mà rắc rối đối với ông Biden hoặc là con trai của ông dưới thời ông làm phó tổng thống của ông Obama. Rồi và hy vọng những cái tin tức đó tương tự như cái thời bầu cử năm 2016 vào gần đến ngày bầu cử thì James Comey của FBI tung ra cái hồ sơ email của bà Clinton và càng gây khó khăn thêm cho bà. Và đó là lý do khiến cho các cử tri mà không quyết định, họ đã quyết định bỏ phiếu cho Tổng thống Trump. Chúng tôi tiếp tục theo dõi và mời quý vị đến với Little Sài Gòn TV bắt đầu lúc 5 giờ 45 phút chiều nay trong phần tin tức buổi chiều, để 6 giờ chúng tôi trực tiếp truyền hình buổi tranh luận giữa Tổng thống Trump và ông Biden. Mời quý vị theo dõi trực tiếp Facebook, YouTube và kể cái làn sóng địa phương nữa. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.